thì sẽ cử chị đi. Nó là cái thuốc này cái gì? Không mà. Gà nè. Dạ. Ủa cho kêu mấy phần? Để đây để nghĩa đi, nghĩa để bên kia đi. I have to remind you because it's too focused on talking to my man. Okay, drink. Focus on drink. Bạn bạn gì đều đều nha, bạn đừng chia bên bên ít bên nhiều là. Em sẽ tránh tình trạng say không đồng đều. Chị yên tâm. Cái này dưa hấu một chùm với thơm. Cái này em không biết. Em đâu có làm đâu mà hỏi em. Không ai kêu hết em. Nó là một ly cocktail nhưng mà em chia nó thành nhiều shot. Ừ, nó là một phần cocktail mà bạn chia thành nhiều shot. Ủa, base là gì á? Dạ, whisky ạ. Rồi. Mình thích mà. Trời. Whisky. Đi ha, you order this one. Why we have to take it first and then he can. No.